Sáng ngày 18 tháng 9, tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể lễ viếng và lễ truy điệu Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, theo nghi thức lễ tang cấp cao. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã gửi vòng hoa viếng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Đoàn Ban Bí thư Trung ương Đảng do Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm trưởng đoàn vào viếng. Tham gia đoàn có Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm trưởng đoàn vào viếng. Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn vào viếng. Đoàn Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm trưởng đoàn vào viếng. Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh làm trưởng đoàn vào viếng. Đoàn Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn vào viếng. Lễ truy điệu Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh được tổ chức vào lúc 12:30, lễ đưa tang vào 13:05. Lễ an táng vào lúc 17:15 cùng ngày tại công viên Thiên Đức, xã Bảo Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã từ trần rạng sáng ngày 14 tháng 9 tại nhà riêng ở Hà Nội. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh sinh ngày 15 tháng 5 năm 1957, quê ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ cuối năm 2009, ông thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng để toàn tâm toàn ý thực hiện trọng trách Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách đối ngoại. Từ năm 2009, ông làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến khi thôi giữ chức vụ này vào tháng 6 năm 2021 và nghỉ hưu 6 tháng sau đó. Tháng 12 năm 2011, ông được thăng quân hàm Thượng tướng. Ghi nhận công lao đóng góp của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho ông nhiều phần thưởng cao quý.